Mỹ Anh kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Hậu Trường. Thưa quý khán giả, tối qua 14 tháng 9, tập đầu tiên của chương trình Chinh Phục Đam Mê đã lên sóng. Đây là một sân chơi mới, một chương trình mới lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình Vĩnh Long, nơi các thí sinh có cơ hội thể hiện bản thân với đam mê diễn xuất. Sẽ có rất nhiều thử thách được đặt ra trong xuyên suốt chương trình. Nhưng trước hết, top 20 thí sinh đã qua vòng sơ tuyển phải vượt qua được thử thách đầu tiên để chọn ra top 16. Trước khi đến với chia sẻ của các thí sinh và ban giám khảo trước giờ ghi hình, xin mời quý khán giả cùng điểm qua bảng xếp hạng 10 chương trình và phim được đón xem nhiều nhất tuần qua trên toàn quốc theo số liệu từ Kantar Media nhé. Trong bảng xếp hạng 10 chương trình và phim được xem nhiều nhất tuần qua, truyền hình Vĩnh Long góp mặt với tất cả 3 phim và một chương trình giải trí. Tuần qua, tại sân khấu lung linh của chương trình Vợ Tôi Là Số 1, ba cặp vợ chồng dễ thương với ba màu sắc khác nhau đã mang đến không khí tươi vui cho chương trình. Một chút hóc búa từ các câu hỏi và sự thấu hiểu nhau của các cặp vợ chồng giúp chương trình Vợ Tôi Là Số 1 vẫn thu hút người xem. Qua đó, chương trình cũng góp mặt trong bảng xếp hạng toàn quốc ở vị trí thứ 10. Bây giờ con đang làm gì? Con theo cô hàng xóm học nghề tóc. Con gái mà không học hành tới nơi tới chốn, trong khi con á là kỹ sư. Những định kiến và áp đặt khắt khe từ đấng sinh thành đôi khi là nguyên nhân khiến cho những đứa con khó chạm tay đến hạnh phúc lứa đôi. Và chỉ khi trái tim đầy lòng bao dung, dù trong gian khó vẫn không bỏ cuộc, thì người ta mới nhận ra đâu là tình cảm chân thành. Đây cũng là thông điệp của phim ngắn cuối tuần với câu chuyện Mối Tình Đẹp. Phim góp mặt ở vị trí thứ 8 và xếp hạng toàn quốc tuần qua. Thì ra là con chó ghẻ. Mày dục ở bờ đê hay là bờ sông gì cũng được hết trơn á. Chú chó tội nghiệp bị ông phú hộ xua đuổi, nhưng may mắn được đôi vợ chồng nghèo đem về nhà nuôi. Và thay cho lời cảm ơn, chú chó nhỏ tên Lúa đã mang đến điều bất ngờ cho chủ của mình. Hả? Vàng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi việc chú chó tìm ra vàng đến tay những kẻ tham lam? Tập đầu tiên của thế giới cổ tích với chuyện phim Chú Chó Tìm Vàng ngay lập tức thu hút sự theo dõi của quý khán giả, góp mặt ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng toàn quốc tuần qua. Anh yêu em, là bạn gái của anh nhé. Dùng tình yêu làm công cụ cho những toan tính. Trở về quê với kế hoạch đầy sóng gió, cuộc trả thù của đứa trẻ đầy lòng oán hận năm xưa dường như chỉ mới bắt đầu. Những tập đầu của phim Mùa Sậy Trổ Bông đã thu hút sự theo dõi của khán giả, giành vị trí á quân trong bảng xếp hạng các chương trình và phim được xem nhiều nhất tuần qua. Phim Mùa Sậy Trổ Bông phát sóng 20 giờ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ các chương trình và phim trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Đây cũng chính là động lực để những người thực hiện chương trình tiếp tục gửi đến quý khán giả những chương trình và các bộ phim được đầu tư và đảm bảo chất lượng. Còn bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng khám phá hậu trường chương trình Chinh Phục Đam Mê quý vị nhé! Chinh Phục Đam Mê là một sân chơi mới dành cho các thí sinh có niềm đam mê diễn xuất, là cơ hội để các thí sinh được thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình trên sân khấu lớn. Chương trình Chinh Phục Đam Mê sẽ có rất nhiều thử thách dành cho thí sinh. Ở vòng thi đầu tiên với 4 tập phát sóng, sẽ có 20 thí sinh tham gia và chỉ có 16 cái tên được chọn để bước tiếp. Quá trình loại dần qua mỗi vòng thi đảm bảo những người ở lại phải thật sự tài năng để chinh phục ngôi vị cao nhất. Trong tập phát sóng tối qua, hai thí sinh Tâm Như và Nguyễn Văn Điều cũng đã hoàn thành bài thi của mình, để lại ấn tượng ban đầu khá dễ thương dành cho giám khảo và khán giả. Trước đó, chương trình Chuyện Hậu Trường cũng kịp phỏng vấn hai thí sinh trước giờ ghi hình. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Em tên là Tâm Như. Nghề nghiệp hiện tại của em là một diễn viên tự do. Em muốn thay đổi bản thân, tại đó giờ em hay hóa thân thành những vai trẻ trung, xinh đẹp rồi thôi. Còn bây giờ thì em muốn thử thách bản thân làm một bà lão cho nó mới mẻ một chút. Em hy vọng là em sẽ tự tin hoàn thành tốt bài thi của mình để là một trong những thí sinh trong top 16 của chương trình Chinh Phục Đam Mê. Xin chào tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Mình tên là Nguyễn Văn Điều, hiện tại công việc của mình là cửa hàng trưởng của một cửa hàng tiện lợi. Lần này đến với chương trình Chinh Phục Đam Mê thì mình quá thân thành nhân vật là một ông tía già ở dưới quê miền Tây, vào tình huống một câu chuyện đó là giữa tía và con gái để gửi đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chinh Phục Đam Mê. Hiện tại thì mình đã hóa trang xong nhân vật tía
thì nhờ các anh chị make up ra cho làm thêm tóc cũng như là chuẩn bị một gương mặt nhìn nó hơi già một xíu cho giống tía dưới miền Tây, kèm với đó là một bộ trang phục là mình mới sắm cho phù hợp với nhân vật. Ý tưởng lần này để làm nên tiểu phẩm tía miền Tây là do mình cùng với bạn diễn chuẩn bị để mà có thêm ý kiến của các anh chị để mà chuẩn bị xây dựng thành một tiểu phẩm để tham gia dự thi lần này trong chương trình Chương Trình Đam Mê. Điều làm cho em là một cơ hội trưởng của cái thằng tiện lợi tham gia cuộc thi này là do một cái sự vô tình có một người em đăng ký tham gia chương trình có rủ em đến để mà cho người em đó mượn một cái khăn rằn. Thì đôi khi đến với công ty để mà casting á thì em cũng thấy rằng là có bạn một mình nên em cũng đăng ký thi chung nên em được đậu. Hy vọng tất cả quý vị khán giả đón xem phần dự thi của Văn Điều và cổ vũ cho tất cả các bạn tham gia chương trình Chinh Phục Đam Mê. Còn đây là hai thí sinh Nguyễn Trần Quy Lâm và Lương Đại Phong. Hai thí sinh đang quá trang chuẩn bị cho phần thi của mình sẽ được phát sóng ở các tập sau. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chinh Phục Đam Mê của đài truyền hình Vĩnh Long. Mình tên là Nguyễn Trần Quy Lâm và công việc hiện tại của mình đang là diễn viên và người mẫu. Và trong quá trình casting của chương trình Chinh Phục Đam Mê thì mình rất là hồi hộp cũng như là mình lo lắng đợi chờ, tại vì mình không có biết là mình có được chọn để mà vào vòng ghi hình hay không. Nhưng mà mình được thầy Hữu Tiến cũng như là ekip cho mình một cơ hội để mà thử sức trong cuộc thi lần này thì mình đã chuẩn bị rất là kỹ. Có thể là một tháng mình mất ăn mất ngủ từ khâu kịch bản cho đến khâu tập kịch rồi đến khâu rehearsal, nói chung là tất cả mọi thứ chỉ để có được một đêm thi thật là thành công và trọn vẹn. Đến với chương trình Chinh Phục Đam Mê thì Lâm chỉ có một mục tiêu, có nghĩa là mình sẽ chiến thắng, nhưng mà mình chiến thắng mình ở ngày hôm qua. Có nghĩa là ngày hôm nay mình sẽ không cần biết kết quả như thế nào, nhưng mà mình làm tốt hơn những ngày trước mình đã từng làm là mình cảm thấy là vui lòng rồi. Và Lâm mong tất cả quý vị khán giả sẽ đón xem phần trình diễn của Lâm. Và Lâm hứa sẽ cố gắng trình diễn thật là tốt, sẽ là một Huy Lâm hoàn toàn mới, một cách diễn mới, những nhân vật mà Huy Lâm sẽ chưa bao giờ trình diễn đối với tất cả quý vị xem. Và Lâm mong là được sự ủng hộ của tất cả quý vị và được điểm số thật là cao để có thể bước tiếp vào vòng trong, để mà có thể diễn xuất thêm nhiều nhân vật hơn nữa, được gửi gắm nhiều tiết mục ý nghĩa hơn nữa đến với tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình Chinh Phục Đam Mê. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lương Đại Phong. Hiện tại thì mình đang là sinh viên và làm mẫu livestream. Từ lúc đầu mà mình thấy được cái thông báo là thí sinh được đăng ký để tham gia chương trình này thì mình cũng rất là hồi hộp. Và cũng như là mình cứ ngỡ là mình sẽ đến đây, mình tham gia, mình thi thử để gọi là mình đi casting thử để biết kiểu như tài năng của mình thế nào. Và cũng có thể nào chinh phục được ban giám khảo để vô vòng trong không. Lúc mà đi gặp các anh chị rồi lại cũng như các bạn bè đồng trang lứa đi tham gia cuộc thi này thì rất là nhiều người bạn giỏi, rất nhiều bạn tài năng và rất là nhiều anh chị trai tài gái sắc. Thì mọi người cũng có thể thấy được là trong top 20 này là chỉ có một mình bản thân mình là gọi là một người là rất là khác lạ tất cả các anh chị, bởi vì ai cũng đẹp, ai cũng giỏi cả. Mà mình cũng bất ngờ bởi vì khi mình nhận được kết quả là mình đậu được casting, cho nên là mình cũng sẽ cố gắng và cũng như sẽ cố gắng chinh phục được đam mê trong lần thử thách này. Mọi người hãy đón chờ một bạn trai dân tộc cố gắng hết mình nha. Vườn nghệ thuật lại hân hạnh được đón tiếp con. Ngoài việc đánh giá và cho điểm các thí sinh thì một vai trò vô cùng quan trọng khác đến từ vị trí ban giám khảo. Mình phải chuẩn bị những cái đạo cụ đó, vì coi vậy thôi nhưng mà cái tấm ảnh thật đó, nó sẽ tác động vô cái nhân vật mình rất là nhiều. Con phải tìm và quan sát một người già mà con biết một cách cụ thể và có cái hoàn cảnh hoặc chỉ là có một cái điểm gì đó đặc biệt để con hóa thân vào thì con mới lôi cuốn khán giả được. Mỗi nhân vật trang phục đều có ý đồ mà con bỏ qua chuyện đó nên chú ý về trang phục. Em bị thiếu cái cảm xúc đó. Nếu em gặp cái tiểu phẩm tốt, gặp nhân vật tốt, em sẽ bật ra được em. Tôi tin là như vậy. Em vì em rất là lanh lẹ. Như vậy, tại Chinh Phục Đam Mê, các thí sinh không chỉ được thử sức mình mà còn được các giám khảo là những đạo diễn, nghệ sĩ gạo cội có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong nghề hướng dẫn, góp ý, từ đó có thêm cho mình nhiều bài học thực tế quý báu. Ban giám khảo xuyên suốt chương trình bao gồm nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đỗ Đức Thịnh và nghệ sĩ Trung Dân. Bên cạnh đó, ở mỗi vòng thi sẽ có một giám khảo khách mời và trong vòng tuyển chọn top 16 này, giám khảo khách mời chính là nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Cùng nghe các giám khảo chia sẻ cảm xúc về chương trình quý vị nhé. Công Ninh xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Công Ninh cũng được mời vào thành phần ban giám khảo của chương trình game Chinh Phục Đam Mê.
các bạn trẻ sẽ đến với lại cái chương trình Chinh Phục Đam Mê này bằng tất cả những cái tài năng của các bạn trong công tác diễn xuất để chứng minh mình là sẽ là một nghệ sĩ tương lai. Và thật ra cái đam mê này bản thân Công Ninh từ nhỏ cũng đã có rồi, cho nên lớn lên để đi theo đuổi cái đam mê này và trở thành nghệ sĩ biểu diễn như hiện nay các bạn xem qua các bộ phim. Thì cái chương trình này cũng sẽ góp phần cho các bạn thỏa chí cái đam mê của mình, thể hiện cái tài năng của mình. Và tất nhiên ban giám khảo chúng tôi cũng sẽ tạo mọi điều kiện để cho các bạn có thể cất cánh, có thể thăng hoa trong cái diễn xuất của nhân vật trong cái chương trình này. Và các bạn hãy đến với chương trình này bằng tất cả cái sự khao khát, bằng tất cả cái sự niềm vui, bằng tất cả cái thoải mái của các bạn trong nhân vật. Đừng căng thẳng gì hết, cứ tự nhiên đi vào nhân vật như là bản thân nhân vật đó là chính mình. Thì các bạn, tôi nghĩ các bạn sẽ phần nào đó sẽ chinh phục được cảm tình của khán giả cũng như là ban giám khảo. Xin chúc các bạn thành công trong cái chương trình Chinh Phục Đam Mê này của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Xin cảm ơn. Xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Tôi rất vui khi được tham gia vào cái chương trình Chinh Phục Đam Mê với vai trò là giám khảo xuyên suốt. Và tôi chắc chắn rằng là khán giả cũng đã biết là những người ngồi mà chúng tôi hay nói đùa với nhau là cầm cân nảy mực của chương trình. Ở đây thì có nghệ sĩ Công Ninh, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Đức Thịnh, những cái người rất là quen thuộc trong nghề. Và chúng tôi ngồi đây chỉ với một cái hy vọng là sẽ tìm được những gương mặt mới. Và trong những cái góp ý của chúng tôi, biết đâu sẽ đem lại được những cái điều gì đó mới mẻ mà các em tìm tòi trong diễn xuất. Tôi mong là các em hãy yên tâm, hãy tự tin để bước vào những cái vòng thi của mình. Và mong rằng qua chương trình này thì có rất nhiều những gương mặt trẻ, tài năng. Những gương mặt trẻ mà khi nhắc đến các bạn sau này người ta nghĩ là các bạn đã bước ra từ chương trình Chinh Phục Đam Mê. Xin chúc các em nhiều sức khỏe, xin chúc các em tự tin và xin chúc các em chiến thắng trong cuộc thi này. Chào mọi người, tôi là Trung Dân. Hôm nay tôi có mặt trong cái buổi ghi hình này với tư cách là một người tham gia làm giám khảo của chương trình Chinh Phục Đam Mê. Mọi người cứ cho tôi là một người khó tánh, nhận xét gay gắt, hoặc là thí sinh mỗi lần đi thi có tôi làm ban giám khảo thì nói là ôi ông Trung Dân này là ông lát vô ông đi thế này thế kia. Tôi nghĩ đó chỉ là lời đồn thôi. Tôi vẫn lấy tiêu chí nghệ thuật, cái gì nó tốt, cái gì nó chuẩn thì tôi sẽ ủng hộ. Còn các bạn cứ mạnh dạn tham gia, đây là sân chơi của các bạn và chúng tôi chỉ là những người hỗ trợ. Chúc các bạn thành công và hy vọng chương trình Chinh Phục Đam Mê này sẽ là một phần chơi tốt, một cái điểm nhấn của chương trình giải trí của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Một lần nữa cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ban giám đốc đài đã chọn một cái chương trình để cho các bạn trẻ có điều kiện thể hiện mình ở cuộc sống. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người, mình là đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Thì cũng rất lâu rồi mình mới tham gia một cái game show Chinh Phục Đam Mê, có một cái tiêu chí là chọn ra những cái gương mặt bạn trẻ có một cái triển vọng về năng lực diễn xuất. Thì đây là một cái chương trình mà mình thấy là mình cũng có một cái nhu cầu để mình hiểu được cái lực lượng diễn viên của mình hiện nay là tương đối bị mỏng ít so với cái số lượng sản phẩm nghệ thuật đang có ở trên thị trường. Và mình rất mong là chương trình này sẽ có một số bạn trẻ tham gia vào cái môi trường diễn xuất. Thì những lời làm ban giám khảo cho chương trình thì mình sẽ rất vui bằng một cái sự nhẹ nhàng, hài hước, hóm hỉnh để tạo một cái không khí thật là dễ chịu để cho các bạn thí sinh bớt đi cái sự căng thẳng trong lúc thể hiện các vai diễn của mình. Thì mình có đôi lời muốn chia sẻ các bạn thí sinh, các bạn cứ bình tĩnh, hãy làm việc hết mình, hãy cống hiến vào cái vai diễn của mình. Mọi điều đúng hay sai và điểm mạnh điểm yếu đều sẽ có chúng tôi sẽ hướng dẫn dìu dắt các bạn để các bạn ngày càng có một cái sự tiến bộ hơn. Hãy tập trung và nỗ lực hết mình nhé. Xin chúc các bạn thành công. Một sân chơi mới với sự nhiệt quyết từ các thí sinh và sự công tâm chân thành từ ban giám khảo.
tin rằng chương trình Chinh Phục Đam Mê sẽ là làn gió mới trong các chương trình giải trí trên sóng truyền hình Vĩnh Long, góp phần mang lại những giờ phút thư giãn thú vị, vui tươi cho khán giả. Sẽ còn rất nhiều thử thách bất ngờ cũng như nhiều thí sinh tài năng khác đang chờ ra mắt quý khán giả. Rất mong chương trình Chinh Phục Đam Mê sẽ được quý khán giả yêu thương theo dõi và đón nhận. Quý khán giả đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Chinh Phục Đam Mê vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Còn bây giờ, chương trình Chuyện Hậu Trường cũng xin được nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.